Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2024 từ thành phố Vũng Tàu. Quý khán thính giả biết khi mà Mỹ thông qua một ngân sách 61 tỷ Mỹ Kim giúp đỡ cho Ukraine về vấn đề quân sự, về vấn đề dân sự cũng như là về vấn đề nhân đạo. Trong đó thì chúng ta biết 61 tỷ Mỹ Kim, hai phần là cho quân sự, một phần là cho dân sự và nhân đạo. Thì bên phía của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky rất là hí hửng, và Cố vấn An ninh Quốc gia là ông Mikhail Podolyak cho rằng đây là một sự tăng cường sức mạnh cho Ukraine để chống lại sự xâm lược của Nga. Nga sẽ thua thôi. Bên phía của Mỹ thì Tổng thống Joseph Biden và một số vị thượng nghị sĩ dân biểu của Đảng Dân Chủ cũng có những tư tưởng lạc quan. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói về câu chuyện đó là những think tank của Mỹ suy nghĩ như thế nào. Có bao giờ số tiền 61 tỷ Mỹ Kim đó giúp được Ukraine vượt qua khỏi ải này hay không? Tôi sẽ nói về góc nhìn mà do bên phía Newsweek đăng tải. Trước khi nói về Newsweek nói đó, thì tôi xin sơ lược chiến sự trong hai ngày qua thôi. Thì Nga, vì việc mà tổng tư lệnh của Ukraine là ông Alexander Sisky đã ra lệnh cho mà đổi quân, lữ đoàn 47 được rút về để cho lữ đoàn 115 thay thế, thì bên phía lữ đoàn 47 hí hửng quá, rút vội về, nghe tin là được số tiền nữa nên rút vội về, đã để một cái sườn nó bị hở ra. Và lữ đoàn cơ giới của Nga, lữ đoàn 30, đã chiếm lấy được luôn cả thị trấn Orestin. Và bây giờ đã trong những ngày qua, vài ngày qua thôi, thì quân của Nga đó mở chiến dịch rất là rộng lớn, thắng hết trận này sang trận khác, thắng liên tục. Người ta nói là Charkiv đương nhiên là sẽ nằm trong tay của Nga rồi, nhưng mà chung quanh Charkiv thì từ Bắc cho tới phía Tây, quân đội của Nga chiếm lấy ưu thế hết. Và quân của Ukraine lo sợ và trốn chui, trốn nhủi. Báo Military nói rằng là hình như Nga đang mở một chiến dịch là sẽ thắng trước ngày 9 tháng 5 để kỷ niệm ngày chiến thắng. Và có lẽ là Nga cũng muốn gửi ra một tín hiệu nữa, đó là sao? Là thắng luôn cả Ukraine cuộc chiến này, this war, trước khi mà Ukraine nhận đầy đủ viện trợ từ bên phía Mỹ. Nên chúng ta thấy báo Military nè, rồi kênh Spetsnaz 007 cũng cho biết rằng là quân đội của Nga thắng nhiều lắm. Phải nói rằng là hình như là Nga đang mở một cuộc gọi là tổng tái chiếm lại. Tái chiếm lại những cái gì mà trước đây Ukraine nó nói là tổng phản công, thì bây giờ đây là tổng tái chiếm lại. Tình trạng này thì chúng ta thấy rằng là Nga là chiếm được nè Novokalinov nè, Keramik nè. Hai nơi đây là phía tây của Avdiivka đó, thì bắt đầu là trong sự nguy cố. Đương nhiên là Avdiivka thì Nga đã chiếm rồi. Rồi đến phiên tại thành phố Krasnohorivka thì Nga cũng chiếm ưu thế. Rồi phía của thành phố Kupiansk thì Nga cũng tiến hành các cuộc tấn công bằng đường bộ rồi. Ngoài việc mà bắn tên lửa thắng quá trời rồi, bây giờ là tiến công vào đường bộ, rồi chiếm tới làng Kislivka. Ôi dồi ôi, Nga chiếm quá trời không? Tôi ngó trắng ma váng mặt mày. Nga coi như thắng kinh khủng quá rồi. Ukraine thì rút chạy ở phía bắc của Avdiivka, rồi Nga là chiếm thêm hai làng nữa là làng Novokalinov và làng Keramik. Rồi ở làng Berdychi thì Nga cũng chiếm luôn về vấn đề ưu thế. Vậy thì theo bản đồ mà trên kênh gọi là Syria Map
mà đây trong là một trong những bản đồ mà Newsweek dùng để mà đánh giá tình hình quân sự của Ukraine thì như thế nào. Newsweek thì mới nói rằng là số tiền mà Mỹ biểu quyết thông qua gửi cho Ukraine 61 tỷ Mỹ Kim nó có lẽ là trễ rồi. Nghĩa là đó, số tiền này có tới nơi cũng coi như là thua. Newsweek mới nói là những think tank của Mỹ, think tank là những cái bộ não chiến lược đằng sau mà họ nói về vấn đề, họ nghiên cứu tình hình này, tình hình nọ, thì họ cho rằng là trễ lắm rồi, trễ quá rồi. Theo nhờ những gì mà họ nói là trong những ngày qua 10 ngày thôi, và đặc biệt là sau khi mà Mỹ đã biểu quyết thông qua 61 tỷ Mỹ Kim, thì Newsweek nói là đánh giá của các nhà chiến lược của Mỹ cho rằng chắc không thể nào cứu vớt được tình hình, nhất là sau khi mà cái làng Otterstein bị rơi vào trong tầm quyển soát của Nga, và Nga cái tiến quân như vậy thì vũ khí mà có gửi đi nữa đó, thì chắc có lẽ là quân đội Nga đến sát bên thủ đô Kiev rồi. Đó là sự suy nghĩ của Newsweek. Newsweek nói rằng là bây giờ họ trích dẫn những suy nghĩ này từ những nhà chiến lược của Mỹ. Thí dụ như là ông Robert Lee là một người chuyên nghiên cứu về chiến lược ở tại Foreign Policy Research Institute, tức là Viện Nghiên cứu về Ngoại giao, Chính sách Ngoại giao của nước ngoài đó, thì mới nói rằng là ông cho rằng là tất cả những gì mà cho thấy trên bản đồ mà hiện nay quân đội Ukraine thất trận bỏ chạy á, thì cho thấy quá lẹ đi, thì Ukraine might not be able to hold, không còn đủ sức để mà chiến đấu nữa, tức là ngăn cản, nhất là ở tại nơi mà họ thành phố Chasiv Yar là một trong những nơi mà Nga đang nhắm tới để mà treo cờ chiến thắng ăn mừng ngày chiến thắng 9 tháng 5 năm 2024 nha. Như vậy là vũ khí mà Mỹ có biểu quyết thông qua cũng không gửi qua kịp. Đó là một người ở bên Viện Nghiên cứu về vấn đề ngoại giao nước ngoài. Đây là một trong những viện nghiên cứu rất quan trọng. Rồi bây giờ đến viện gọi là Viện Nghiên cứu Carnegie Endowment for World Peace. Viện Carnegie là một viện nghiên cứu rất là nổi danh rồi, có nhiều học bổng, rồi cung cấp này nọ. Nó là viện Carnegie Endowment cho Hòa bình Thế giới đó. Thì director của viện này là ông Eugene Rumer đó, nói rằng là dầu rằng Mỹ gửi qua các vũ khí tân tiến, nhưng mà có lẽ rằng là không có hiệu quả gì hết. Has no good options, even with the latest aid package. Dầu rằng cái sự viện trợ mới nhất này cũng không làm gì được hết, nhất là liên quan đến vấn đề mà các vũ khí về xe tăng, xe bọc thép v.v. Nga vẫn có ưu thế về vấn đề xe tăng, thiết giáp của Nga rất là mạnh, và Nga còn có nhiều pháo đạn nữa. Nên Mỹ nói rằng là gửi số tiền đó qua, gửi vũ khí qua cũng trễ rồi. Rồi rất là nhiều cơ quan truyền thông khác nhận định là số tiền mà Mỹ thông qua, dầu rằng đó là việc tốt của nước Mỹ đối với Ukraine, nhưng mà chắc cũng sẽ không đi về đâu. Trong khi mà vũ khí của Mỹ chưa qua được bên phía Ukraine, thì theo báo Business Insider của Mỹ, số mới ra cho biết là Mỹ mua khoảng chừng 81 chiến đấu cơ thời kỳ Soviet của Liên Xô đó, của Nga đó, mà
đã giúp đỡ cho một đồng minh, đó là nước Kazakhstan. Thì nước Kazakhstan mới đem ra bán 117 chiếc chiến đấu cơ được chế tạo bởi thời kỳ Liên Xô. Các chiến đấu cơ đó cũ kỹ, không có sử dụng được. Nhưng mà Kazakhstan bây giờ mang ra rao bán hết. Thì theo báo Business Insider, các chiến đấu cơ đó bán giá dưới 20.000 đô la một chiếc, rất là rẻ. Nên Mỹ mới mua luôn 81 chiếc, tổng cộng lại khoảng chừng có 2 triệu mấy à, rẻ rè. Tại sao Mỹ lại mua các chiến đấu cơ cũ kỹ của Nga mà không hoạt động được? Theo Business Insider thì Mỹ không cho biết, nhưng mà họ phỏng đoán thôi. Họ phỏng đoán thứ nhất là Mỹ mua các chiến đấu cơ này như là một hình thức ngụy trang. Ngụy trang khi mà cần gì đó giúp cho Ukraine, ngụy trang trong vấn đề chiến đấu. Thí dụ như là khi chiến đấu cơ đã bay lên cao, ở dưới nhìn vào tưởng rằng đó là chiến đấu cơ của Nga. Đó là sự ngụy trang. Ngụy trang này có thể dùng cho nhiều mục tiêu về vấn đề chiến trường. Nó mang tính cách, có tính cách chiến thuật. Rồi thứ hai nữa đó, mua 81 chiến đấu cơ này thì mang về đưa cho Ukraine nhé. Vì giờ Ukraine chưa có các vũ khí mới của Mỹ. Ở Ukraine cũng có các chiến đấu cơ mà Ukraine sử dụng từ thời kỳ Liên Xô và do chính Liên Xô sản xuất. Các chiến đấu cơ đó của Ukraine, một là nằm ụ, hai là thiếu các cái đồ phụ tùng. Mua các chiến đấu cơ cũ của Kazakhstan về thì mới giúp cho Ukraine thêm các đồ phụ tùng. Thêm các đồ phụ tùng để sửa chữa cho các chiến đấu cơ của họ đang nằm ụ. Đó là nguyên do thứ hai mà Business Insider suy nghĩ. Và nguyên do thứ ba, đó là Kazakhstan một đồng minh của Nga. Nếu mà Mỹ khai thác đúng đắn á, thì Kazakhstan là một mole, tức là một cái ung bướu đối với Nga. Dầu rằng Kazakhstan là một đồng minh của Nga, nhưng bây giờ bán những vũ khí của Nga cho đối thủ là Mỹ đó, thì chắc chắn sẽ gây sự ngờ vực giữa Nga và Kazakhstan. Business Insider còn hy vọng rằng Kazakhstan là một Ukraine thứ hai. Đó là sự hy vọng của Mỹ để mà ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga đang rất là mạnh mẽ ở bên phía Ukraine. Tôi xin gửi đến quý khán giả thông tin của tôi như thế. Nghĩa là sau khi mà Mỹ đã thông qua được một ngân sách 61 tỷ Mỹ Kim để viện trợ cho Ukraine, 2/3 là về quân sự, 1/3 là dân sự và nhân đạo, thì giờ chưa có vũ khí kịp. Ukraine thất trận liên tục ở phía đông của Ukraine, nhiều thành phố và nhiều nơi đang rơi vào trong tầm tay kiểm soát của Nga để Nga ăn mừng vào ngày lễ chiến thắng 9 tháng 5. Thì Mỹ, nhiều think tank lo ngại, và bỗng dưng Bộ Quốc phòng của Mỹ làm một điều rất là ngạc nhiên, đó là bỏ ra khoảng 2 triệu đô mua 81 chiếc chiến đấu cơ cũ kỹ của Kazakhstan. Với ý đồ gì thì không nói ra, nhưng mà người ta suy nghĩ như Business Insider nghĩ rằng với ba lý do đó, tạm thời có thể gì đó làm cho Nga phải gọi là bị đánh hỏa mù, phân tâm như thế, vì Kazakhstan có thể sẽ là một Ukraine thứ hai. Chuyện đó, theo tôi thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Vladimir Putin phải tốn công sức để mà đối tác với nước Kazakhstan. Và dầu rằng bán các vũ khí đó chưa chắc đã là một sự phân hóa ở trong nội bộ, mà có thể thấy rằng các vũ khí này cũ kỹ không xài được, bán đi lấy mấy triệu để mua vũ khí mới là chuyện bình thường. Nhưng mà đây cũng là một trong những góc cạnh mà chúng ta cũng cân nhắc xem thử rằng trong tương lai Kazakhstan có phải là một ung nhọt giống như Ukraine hay không.
Đó là thông tin và góc nhìn của tôi ngày hôm nay. 61 tỷ Mỹ Kim mà Mỹ thông qua chưa làm gì được đâu. Phải dùng đến những chiêu thức khác thì may ra mới cứu vãn được tình hình quân đội đổ như núi lở ở tại Ukraine. Và quân đội Nga, theo báo chí, truyền thông Tây Phương và của Mỹ, cũng như là báo Military đánh giá, hình như đang mở một cuộc tái chiếm lại một cách toàn diện ở bên phía Ukraine. Chắc chắn trong vài ngày tới nữa, chiến sự ở Ukraine sẽ nóng bỏng hơn. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.